Xin chào cả nhà, Điện Máy Quang Hạnh vừa về thêm một dòng máy rửa bát của Bosch thương hiệu Đức Series 6 cao cấp với model là FMF6ZC42E. Và chiếc máy rửa bát này có những gì nổi bật nhất thì hãy cùng Toán đi khám phá ngay bây giờ nhé. Về tổng quan thiết kế của máy rửa bát Bosch thì máy có kiểu dáng độc lập, vì vậy mọi người hoàn toàn có thể để như thế này ở trong không gian bếp, hoặc chúng ta lắp đặt âm tủ. Và kích thước của máy chiều cao là 84,5, rộng và sâu 60 cm, trọng lượng khoảng 55 kg. Và phía mặt sau của máy rửa bát thì sẽ có hệ thống dây điện, dây rất là dày dặn nha mọi người. Tiếp theo là hệ thống cấp thoát nước này, và ở phía đầu này chúng ta sẽ có một cái cảm biến rò rỉ nước. Và khi tình trạng nước nó bị rò rỉ ở cái đầu này thì nó sẽ hiện cảnh báo lên ở cái phần màn hình mà Toàn đã giới thiệu tới mọi người. Rồi, tiếp theo là một cái lớp cao su non. Với cái lớp cao su non như thế này thì máy hoạt động rất là êm ái, bền bỉ. Tiếp theo về toàn bộ phía trước của bảng điều khiển, đây là cái cánh cửa nha mọi người. Đó. Và ngay đây là cái bảng điều khiển. Toàn đánh giá đây là một bảng điều khiển thiết kế vô cùng hiện đại và khoa học. Các biểu tượng thể hiện rất là rõ ràng để chúng ta dễ sử dụng hơn. Toàn sẽ hướng dẫn chi tiết tới mọi người nha. Đầu tiên thì để nói, đây là một cái bảng điều khiển nó rất là dễ bấm vì nó là cảm ứng nha. Đó. Rồi. Và đây là nút nguồn nha mọi người. Chúng ta bật lên này. Đầu tiên phía bên trái này là toàn bộ các chương trình rửa của máy rửa bát, bao gồm chế độ Eco ở nhiệt độ nước 50 độ C và máy sẽ rửa trong vòng 3 giờ 55 phút. Đây là một chương trình mà cá nhân Toàn thấy thì hầu như ai cũng sẽ sử dụng chương trình này để vừa tiết kiệm điện cũng như nước. Tiếp theo là chương trình rửa auto. Thì máy, bên trong máy, khoang máy này sẽ có một cái cảm biến để đo lường độ bẩn của bát đĩa. Từ đó sẽ đưa ra được cái nhiệt độ thích hợp nhất để rửa, từ 45 tới 65 độ C. Và máy sẽ rửa trong vòng 2 giờ 15 phút. Tiếp đó là chương trình rửa bát đĩa bẩn, rất bẩn. Thì nhiệt độ nước lên tới 70 độ C và rửa trong vòng 2 giờ 30 phút. Rồi, tiếp theo chương trình thứ tư này là chương trình rửa nhanh ở nhiệt độ nước 60 độ C nha cả nhà. Trong trường hợp mà chúng ta cần sử dụng bát đĩa càng nhanh càng tốt thì chúng ta sử dụng chương trình này và máy sẽ rửa trong vòng 1 giờ 29 phút. Tiếp đó là chương trình rửa nhanh đồ thủy tinh ở nhiệt độ 45 độ C. Vì đồ thủy tinh nó mỏng hơn mà mọi người, thế nên là chúng ta sẽ cần rửa ở nhiệt độ thấp hơn. Rồi, tiếp đó là chương trình rửa thủy tinh và máy sẽ rửa trong vòng 1 giờ 45 phút ở nhiệt độ nước là 40 độ C. Chương trình thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này nha mọi người. Chương trình thứ 7 này là chương trình rửa yên lặng. Đó, có cái hình bàn tay lên cái miệng này là yên lặng này. Và ở chương trình này thì máy sẽ rửa rất êm luôn. Thế là mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Chúng ta rửa qua đêm là chủ yếu nha. Và cuối cùng là chương trình rửa Favorite là chương trình rửa tráng. Mà trong trường hợp ví dụ như là sáng, bữa sáng này, bữa trưa này, chúng ta sử dụng ít bát đũa, ít bát đĩa, chúng ta sẽ rửa tráng qua đưa vào máy để chúng ta rửa cả buổi tối để tiết kiệm. Và chương trình rửa tráng này sẽ diễn ra trong vòng 15 phút nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là cái bảng điều khiển này. Thì đây, bạn sẽ ấn như thế này. Rồi, về cái màn hình này nó sẽ hiển thị những gì? Đầu tiên là về thời gian của từng chương trình rửa. Tiếp theo các cảnh báo như là thiếu muối này, cảnh báo hệ thống rò rỉ nước này, cảnh báo thiếu nước làm bóng này. Và đây là chương trình matching care, nghĩa là vệ sinh cái khoang rửa bát. Và cứ sau 30 lần chúng ta rửa bát đĩa thì máy sẽ hiển thị cái cảnh báo này lên để chúng ta vệ sinh cái khoang này cho nó không bị ám mùi cũng như sạch sẽ hơn. Tiếp theo là các cái bên phải này là các chức năng tăng cường, ví dụ như là giảm hẹn giờ này, tăng giảm thời gian. Đó. Tăng thời gian này. Rồi, tiếp theo là ứng dụng Home Connect kết nối với điện thoại thông minh.
và hoàn toàn chúng ta có thể kết nối với điện thoại thông minh này và sử dụng ngay trên cái app, điều khiển từ xa luôn. Rồi, tiếp đó là chương trình sấy tăng cường. Trong trường hợp mà mọi người muốn bát đĩa nó khô ráo luôn đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này kết hợp với nước làm bóng cũng như là công nghệ sấy gel lít có sẵn trên máy rửa bát. Tiếp theo là chương trình rửa đồng thời hai dàn. Với cái chương trình này thì bát đĩa sẽ được rửa mạnh, cái lực nước nó sẽ mạnh hơn cả ở cả hai dàn rửa. Vì vậy thì bát đĩa sẽ rất sạch luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là Speed Perfect, nghĩa là nút tăng tốc độ rửa. Và cái Machine Care này, như Toàn vừa nói đấy, là chúng ta sẽ vệ sinh cái khoang máy rửa bát, hoặc sau 30 lần rửa, máy sẽ hiện cảnh báo lên nha mọi người. Và cuối cùng là nút Start, nghĩa là bắt đầu. Và Toàn ví dụ cho mọi người một cái ví dụ luôn nha. Ví dụ hôm nay, đây, tắt thì bật lại. Ví dụ thì hôm nay mình muốn bát đĩa nó rửa nhanh hơn để mình sử dụng, thì mình sẽ ấn vào nút rửa nhanh này và mình bắt đầu rửa đó. Và nếu mọi người muốn reset cái toàn bộ cái chương trình này trong trường hợp mà bát đĩa nó nhiều hơn chẳng hạn, hoặc là nó bẩn hơn chẳng hạn, thì chúng ta nhấn giữ nút ngọn này trong khoảng 4 giây. Đó, như thế này là máy đang trong quá trình reset lại toàn bộ chương trình. Và mọi người đợi một lúc nha. Đó, nó hiển thị tất cả lên đây nha mọi người, để mọi người có thể dễ là quan sát. Đây nha, thiếu muối này, rò rỉ nước này, thiếu nước làm bóng này, vệ sinh máy rửa bát này, kết nối wifi này, sấy này. Đó, biểu tượng vô cùng dễ dàng, dễ hiểu cho người dùng. Chúng ta dùng một hai lần là chúng ta quen thôi mà. Và cái quá trình nó reset này nó sẽ lâu hơn một chút. Đó, vậy là máy đã reset xong rồi. Và trong trường hợp mà Toàn thấy bát đĩa nó bẩn quá, Toàn muốn sử dụng cái nhiệt độ nước nó cao hơn để cái vết bẩn nó nhanh chóng bị đánh bay đi, thì Toàn sẽ sử dụng chế độ rửa tăng cường ở 70 độ C này. Đó, và Toàn muốn nó nhanh một chút thì Toàn bấm vào nút Speed Perfect. Đó, thì mọi người xem này, từ 2 tiếng 30 phút nó sẽ chỉ còn 1 tiếng 45 phút thôi. Và Toàn nhấn nút Start để bắt đầu rửa. Đó. Và khi máy đang hoạt động thế này thì có thể trẻ nhỏ trong tầm với nó sẽ bấm vào các cái phím bấm này. Thì mọi người có thể khóa, đây có cái bề là khóa này, mọi người có thể khóa lại bằng cách ấn giữ trong vòng 3 giây. Đó, như vậy thì trẻ nhỏ có bấm vào thì nó cũng sẽ không thể sử dụng được. Và khi mọi người muốn mở khóa thì chúng ta lại nhấn giữ nó này 3 giây. Đó, vậy là chúng ta lại có thể sử dụng hoặc là reset chương trình nếu chúng ta muốn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phía bên trong của khoang rửa máy rửa bát. Đầu tiên thì máy có sức chứa lên tới 14 bộ bát đĩa châu Âu, vì thế sẽ có tổng cộng là 3 dàn rửa nha mọi người. Dàn trên này bằng nhựa này, và 2 dàn dưới này được làm từ thép không gỉ phủ sơn tĩnh điện. Đó. Và ở từng hàng này sẽ có các cái gai và các đường rãnh này để chúng ta có thể xếp bát đĩa một cách linh hoạt và dễ sắp xếp hơn. Đặc biệt thì ở các cái cạnh này, đây là cái nơi mà chúng ta để ly thìa cốc nha mọi người, cái đồ thủy tinh nha. Rồi, và cái dàn ở giữa này chúng ta hoàn toàn có thể nâng lên hạ xuống nha. Đó, trong trường hợp mà dàn dưới này chúng ta để nhiều cái đồ nặng cồng kềnh, ví dụ như là bát hoặc là nồi to là, thì chúng ta có thể nâng lên hoặc hạ xuống. Đó, tùy mọi người nha. Đó. Rồi, tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có một cái kim phun này, và ở dưới đáy này chúng ta cũng sẽ có thêm một kim phun nữa nha. Các kim phun này thì có một cái lực nước vô cùng mạnh mẽ để phun tới mọi ngóc ngách trong toàn bộ cái khoang này. Đặc biệt thì ở đây sẽ có thêm một hệ thống phun kim nước giúp bát đĩa có thể sạch bong luôn. Rồi, và chúng ta việc sắp xếp bát đĩa như thế nào? Đầu tiên thì dàn trên cùng này chúng ta sẽ xếp các cái dụng cụ nấu ăn, ví dụ như là đũa này, dĩa này, thìa này, muỗng này, chúng ta sẽ để hết ở trên này nhá. Đó. Và dàn thứ hai này
chúng ta sẽ để ly ở đây, các đồ thủy tinh ở đây, và bát, đĩa, những cái đồ vật nhỏ đó, chúng ta xếp úp vào nha mọi người, và không chồng lên nhau nha. Và Toàn đã có rất nhiều các clip hướng dẫn mọi người cách sắp xếp bát đĩa đó, và ra dưới cùng này, đây chúng ta có thể để ly ở đây, và những cái đồ vật nặng hơn như là thớt này, nồi này, chảo này, bát đĩa lớn này, chúng ta sẽ để lên đây nha. Và trong trường hợp mà như Toàn vừa nói ở đấy, ví dụ như là nồi của mọi người quá to, ta có thể nhấc lên như thế này đó, chúng ta sẽ có thêm không gian để nồi to. Và đây mọi người xem này, dàn dưới này chúng ta để kéo ra và nhấc ra hoàn toàn nha. Rồi ở dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái kim phun này, đây là khu vực chúng ta đổ muối vào để làm mềm nước. Và cái muối này thường khoảng tầm 1 tới 2 tháng chúng ta phải đổ nha mọi người. Rồi. Đây là cái khu vực chứa cái bộ lọc rác. Chúng ta cũng nên vệ sinh cái này thường xuyên từ 1 tới 2 ngày để tránh cái khoang, toàn bộ khoang xả bát này cũng bị ám mùi thức ăn nha. Và cái lưới này mọi người xem này, làm từ thép không gỉ. Các cái mắt nó rất là nhỏ, li ti như thế này để bảo vệ đường ống nước thải nó tốt hơn. Và đây là một cái rất là đặc biệt ăn tiền ở cái máy rửa bát Bosch C6 này, chính là cái cục gel lít này nè mọi người. Và với cái cục này, khi mà bát đĩa chúng ta rửa xong rồi, nó sẽ bị ngưng tụ lại hơi nước, thì nó sẽ hút hết toàn bộ cái lượng nước đấy vào, bát đĩa sẽ khô cong luôn. Tuy nhiên thì ngoài cái cục đá gel lít đó, thì mọi người nên kết hợp với cả nước làm bóng để bát đĩa khô nha. Vì cái nước làm bóng này này, ngoài công dụng làm bóng bát đĩa đồ sứ ra, thì nó sẽ hỗ trợ làm khô cả bát đĩa nha. À đây, đây là cái ngăn chứa nước làm bóng, và đây là ngăn chứa viên bột rửa bát. Cái nước làm bóng này thì thường khoảng độ tầm 30-45 ngày chúng ta mới phải đổ thêm nước vào cơ. Và cái viên này thì chúng ta sử dụng hàng ngày nha. Máy rửa bát Bosch SMS6ZC42E sử dụng động cơ EcoSilent, hoạt động bền bỉ, êm ái, tiết kiệm điện năng. Và trong một chu trình rửa ấy, máy sẽ sử dụng chỉ từ 1-2 số điện thôi, và lượng nước tiêu thụ sẽ rơi vào khoảng từ 10-12 lít. Và so với việc chúng ta rửa tay ấy, chúng ta rửa này, chúng ta tráng 3 lần này, thì nó sẽ tốn nước gấp 2-3 lần so với việc chúng ta sử dụng máy rửa bát Bosch. Và tất nhiên thì trong quá trình rửa chúng ta sẽ phải tiêu tốn thêm một số tiền nhỏ để sử dụng cho viên bột này, muối, nước làm bóng này. Tuy nhiên thì Toàn đã tính toán ở trong những cái video trước rồi đấy, thì một lần rửa như thế sẽ tiêu tốn khoảng từ 3-4 nghìn với các chất tẩy rửa cộng với lượng nước và điện, thì nó sẽ không tốn là bao. Và tuy nhiên thì chúng ta sẽ đánh đổi được gì? Chúng ta sẽ có thêm thời gian bên gia đình này, bảo vệ làn da khỏi các cái chất tẩy rửa, và còn vô vàn những cái hữu ích khác mà chiếc máy rửa bát này đem lại. Vì thế thì mọi người hãy tới ngay các showroom của Điện Máy Quốc Hạnh để được tư vấn thêm, đồng thời đặt em nó về cho căn bếp của gia đình mình. Và chiếc máy rửa bát Bosch này đang có thời gian bảo hành chính hãng tới 2 năm nha mọi người. Và với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quốc Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.